Các bạn biết rồi, Trung Quốc thì là một trong những cái nước mình phải nói thật với các bạn là rất là mạnh. Và đặc biệt Trung Quốc thì làm những cái điều mà có thể nói từ khi Trung Quốc phát triển trở thành một đất nước hùng cường ấy, thì Trung Quốc làm những cái dự án có thể nói là nhất thế giới, gần như cái gì nhất thế giới. Và Trung Quốc chính thức vận hành nhà máy quang thủy điện lớn nhất thế giới. Thì các bạn biết quang thủy điện là gì đó ấy? Quang ấy, ý là điện năng lượng mặt trời, và thủy điện là lấy nguồn nước để tạo ra năng lượng điện, tạo ra khoảng 2 tỷ kW điện trên một năm. Quý vị phải nên nhớ một điều đấy. Đấy, làm trên độ cao gần 5.000 mét, cung cấp năng lượng cho khoảng 700.000 hộ gia đình. Đấy, quý vị phải biết một điều như vậy. Mà nhà máy quang thủy điện lớn nhất thế giới đã bắt đầu sản xuất điện ở cao nguyên phía đông Tây Tạng, thưa quý vị, Trung Quốc. Vào ngày 25 tháng 6 vừa rồi ấy, thì theo truyền thông của Trung Quốc, thì rõ ràng là cái nhà máy này này, nhà máy quang điện này này, sở hữu các tấm pin năng lượng mặt trời có công suất, và nhà máy phát điện thủy điện có công suất khoảng 3 gigawatt. Các bạn nên nhớ một điều như thế, 3 gigawatt ở cao nguyên sông Nhã Lung thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Theo đó, cái nhà máy có thể sản xuất khoảng 2 tỷ kW điện trên 1 giờ. 2 tỷ kW điện trên 1 giờ trên 1 năm. Tương đương với mức tiêu thụ năng lượng của hơn khoảng 700.000 hộ gia đình trong 1 năm, thưa quý vị. 700.000 hộ gia đình trên 1 năm. Nó to lắm các bạn ạ. Nó khổng lồ lắm, thưa các bạn ạ. Thì kể cả vấn đề này thì truyền thông Trung Quốc cũng cho biết là nhà máy này là một phần trong cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo quy mô lớn. Đấy, tái tạo quy mô lớn được Trung Quốc lên kế hoạch nhằm cung cấp năng lượng sạch cho 100 triệu hộ gia đình trên con sông dài khoảng 1.500 km. Quý vị nên nhớ một điều này. Có nghĩa là cho 100 triệu hộ gia đình trên con sông dài khoảng 1.500 km. Cái trạm năng lượng mặt trời của nhà máy Kena ấy, nó được đặt tên là Kena, thưa quý vị. Cái nhà máy quang ấy, thủy điện Kena thì nằm trên một ngọn núi thuộc cái quận Jiang gì đấy, nói chung là mình cũng không biết phát âm nào cho nó chính xác, của tỉnh gọi là Ganji Tứ Xuyên, thưa các bạn. Nếu mà dịch ra tiếng Việt thì cũng được, nhưng mình không biết dịch. Ở độ cao khoảng 4.600 mét so với mực nước biển, thưa quý vị, và cao hơn khoảng 1.000 mét so với cả Lhasa, nghĩa là ở trên gọi là cái đỉnh núi đấy, cái thành phố gọi là cao nhất thế giới ấy, thưa quý vị. Theo đó thì đây là dự án quang điện, quang cái thủy điện ấy, nằm ở vị trí cao nhất thế giới. Cao nhất thế giới, quý vị phải nên nhớ một điều như vậy. Thế việc vận hành một nhà máy lai này giữa năng lượng mặt trời và thủy điện nhằm thúc đẩy cái việc sản xuất năng lượng từ thủy điện để hỗ trợ cho quang điện. Có nghĩa là khi mà quang điện không kiếm ra điện, không sản xuất ra điện, thì thủy điện lại kiếm ra. Nếu mà thủy điện không kiếm ra thì quang điện lại hỗ trợ. Đấy, đại khái là như vậy, thưa quý vị. Thế điện do nhà máy quang điện tạo ra thì được vận chuyển ấy, thì qua các đường dây đến cái nhà máy thủy điện Lưỡng Hà Khẩu, cách đó khoảng 50 km thôi. Sau đó năng lượng do các trạm năng lượng mặt trời và thủy điện tạo ra được tổng hòa và đưa vào lưới điện. Đấy, thưa quý vị. Thiết kế này ấy, thì quý vị mới nhớ là cái thiết kế này nó giúp đảm bảo cái sự cân bằng khi quang điện không ổn định. Đấy, có nghĩa là khi mà điện năng lượng mặt trời không ổn định, muốn tạo ra nhiều điện hơn vào ban ngày và ít điện hơn vào ban đêm. Đấy, nhiều điện hơn vào ban ngày nắng so với những ngày nhiều mây. Và ngoài ra cái hệ thống cũng có thể phát điện trong thời gian dài hơn, cho phép quang điện tạo ra điện nhiều hơn trong mùa khô và sản lượng thủy điện lớn hơn trong mùa mưa, quý vị ạ. Đấy, nó hay điểm đấy. Nói chung ở Trung Quốc thì mình khẳng định các bạn, nó là một cường quốc rồi. Cho nên cái việc nó nghĩ ra cái này, nghĩ ra cái khác, và nó táo bạo lắm, thưa quý vị, nó táo bạo lắm. Công nghệ này giải quyết vấn đề vốn có về kết nối cái điện mặt trời với lưới điện một cách an toàn, tránh lãng phí bù đắp, thưa quý vị. Và những điểm yếu của điện mặt trời là phụ thuộc vào thời tiết. Đấy. Nói chung là theo mình nghĩ thì đây là một cái ví dụ rất là điển hình cho việc phát triển năng lượng sạch trên cái quy mô phải rất lớn, thưa quý vị, và được vận hành tập trung, có nghĩa là ở một điểm nào đó. Đấy, nó không quá cách xa nhau, thưa quý vị. Nếu ở đâu là tập trung được cả điện năng lượng mặt trời này,
điện gió này và điện thủy điện nữa thì tuyệt vời quý vị nhỉ. Hay là lại lơ nào nữa lại còn cả điện sóng nữa, có nghĩa là ở ngoài biển ấy thưa quý vị. Nhà máy Kala thì là một cái trung tâm cung cấp điện lai đạt công suất gigawatt đầu tiên trên thế giới, các bạn nhớ một điều nhỉ. Trước đây nhà máy tương tự với công suất khoảng 850.000 kW thì nằm ở đập Nong Yang ấy, thuộc tỉnh Thanh Hải. Thì đây là giai đoạn đầu tiên của dự án năng lượng sạch ở khu vực sông Nhã Lung. Thì Trung Quốc, khi mà Trung Quốc nói về vấn đề này thì cái dự án đã đạt công suất khoảng 20.000 GW và dự kiến đạt mục tiêu khoảng 50.000 GW vào năm 2030. Đấy, có nghĩa là khi nó chạy vận hành ý, thì đến giờ phút này nó chạy được khoảng tầm gần đấy rồi thưa các bạn. Còn nhà máy quang điện, quang thủy điện Kena ấy, thì khi dự án mà cái năng lượng sạch này được hoàn thiện thì nó có khả năng, các bạn nên nhớ này, có cái công suất của nhà máy sẽ vượt khoảng 100.000 GW, sản xuất khoảng 300 tỷ kW trên giờ trên một năm cho khoảng 100 triệu hộ gia đình. Đấy quý vị thấy không? Nói chung là theo mình thấy thì cái dự án của nhà máy Keola này có ý nghĩa thì chắc chắn là rất là quan trọng cả về quy mô và mật độ phức tạp trong xây dựng. Theo như là mình đọc được thì nó có khoảng 52.700 cọc thép hỗ trợ các pin năng lượng mặt trời thôi. Nếu được kết nối từ đầu đến cuối thì cái hệ thống này ấy, nó được trải dài khoảng 1.400 km thưa quý vị. Đấy, có nghĩa là khi nối với nhau. Còn thép được sử dụng cho các tấm khung bảng ấy, điều khiển năng lượng mặt trời nặng gần 550.000 tấn thưa quý vị. Đủ để xây dựng một sân vận động của Bắc Kinh ấy, mà tổ chức Olympic ấy, thưa quý vị. Nói chung đây là một cái dự án mình khẳng định các bạn có rất nhiều những cái tốn kém về tiền bạc cũng như công sức. Mà cái diện tích để mà xây dựng được nó là 16 triệu mét vuông, các bạn nhớ, 16 triệu mét vuông. Nhiều lắm thưa quý vị. Mà các bạn, cái tỉnh Quảng Bình của mình mà và đặc biệt là phải 2 triệu tấm pin năng lượng mặt trời với công suất là 1 GW. Và có thể sạc đầy 15.000 cái xe hơi với quãng đường khoảng 550 km trong vòng 1 giờ, quý vị đã nhớ một điều như vậy. Vì địa điểm xây dựng ấy của nhà máy thì nó ở cao lắm quý vị, nó ở phía tây Tứ Xuyên, có độ cao từ 4.000 đến 4.600 mét so với mực nước biển. Nói chung là công nhân phải làm việc trong thời tiết rất là khắc nghiệt, cực kỳ giá rét. Cho nên là những ở cái độ cao này ấy, thì con người chỉ xây dựng thì thực hiện chưa đầy được nửa năm thôi. Có nghĩa là vào những cái thời điểm gấp rút ấy, thì các công nhân phải lắp đặt khoảng 7.000 bệ đỡ, 1.200 giá đỡ tấm năng lượng mặt trời và 33.000 tấm pin năng lượng mặt trời và 30 hộp biến áp chỉ trong vòng 24 giờ. Có nghĩa là nó tập trung toàn bộ cái năng lực của nó như nào. Thôi, nói chung là theo mình thấy thì cái dự án này vào thời điểm hiện tại ấy, thì điện sạch do nhà máy mà Kela sản xuất hàng năm có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng ấy của khoảng 700.000 hộ gia đình. Còn trong cái mức thiết kế thì dự án ước tính tạo ra công suất khoảng 2 tỷ kW điện trên một năm, tương đương với 600.000 tấn than, theo đó giúp giảm hơn 1,6 triệu tấn khí thải CO2 nếu dùng điện mà đốt bằng than thưa quý vị. Nó là nhiệt điện đấy thưa quý vị. Tóm lại đây là một cái dự án, mình nói thật với các bạn, đây là một cái dự án rất kinh khủng. Ok, thì hôm nay mình chia sẻ các bạn đấy thôi. Nói chung Trung Quốc ấy, nếu các bạn đã ở Trung Quốc hay các bạn nghiên cứu về Trung Quốc hay các bạn đi xem những triển lãm ở Trung Quốc, kể cả những cái trang thiết bị của Trung Quốc cũng như những cái sản phẩm của Trung Quốc ra nước ngoài trong các triển lãm quốc tế chuyên ngành ấy, thì các bạn sẽ thấy Trung Quốc bây giờ rất kinh khủng thưa các bạn về công nghệ, và đặc biệt những công trình của họ về cơ sở hạ tầng thì quá khủng. Các bạn chưa từng đến Trung Quốc, đặc biệt những người Việt Kiều ấy, ở những nước có khả năng đến Trung Quốc, hãy đến Trung Quốc đi. Rồi quý vị sẽ thấy Trung Quốc nó khác xưa nhiều lắm rồi, hay là những ai ở Việt Nam ấy. Nó không khác gì các nước tư bản đâu. Tuy có thể ok, nó còn nghèo so với mọi người. Xin chào và hẹn lại quý vị trong bài nói chuyện tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.